Bức thư thứ 29, kết thúc mới chỉ là bắt đầu. Ngày 31 tháng 8 năm 1908, John thân mến, ông Andrew Carnegie cũng đã nhận lời mời phỏng vấn của các phóng viên. Bố chưa bao giờ có thể hiểu được tại sao ông ấy luôn thích lên báo. Khi ông ta xuất hiện, bố đã nghi ngờ rằng ông ấy chắc chắn đang bị chứng sợ hãi, sợ bị mọi người lãng quên ông ta. Nhưng bố vẫn đánh giá cao người đàn ông hay cạnh tranh với bố này, vì ông ấy chăm chỉ và có tham vọng, như một người sắt không mệt mỏi, luôn hướng tới những điều quan trọng nhất nhì ba. Có lẽ vì vậy, khi được hỏi về bí quyết thành công của mình, ông đã nói với các phóng viên rằng kết thúc mới chỉ là bắt đầu. Thật không thể tin được, làm thế nào mà người thợ rèn này có thể nói ra những lời tuyệt vời như vậy? Bố tin rằng câu nói ngắn gọn chỉ gồm vài chữ này sẽ sớm được phát sóng, hoặc ông Carnegie cũng sẽ được phong tặng danh hiệu triết gia kinh doanh. Thực tế, ông ấy xứng đáng được mọi người khen ngợi như thế. Liệu ông ấy có thể cô đọng cuộc đời thành công của mình thành một câu ngắn gọn không? Điều đó chẳng phải đã cho thấy sự khôn ngoan tuyệt vời của vị đại gia kinh doanh này hay sao? Tuy nhiên, ông Carnegie chỉ đưa ra công thức tính thành công của một người thắng cuộc, chứ không đưa ra quy trình tính toán. Có vẻ như người đàn ông này không thể thay đổi được bản tính ích kỷ, luôn sợ người khác nhìn trộm bí mật thành công của mình. Bố muốn giải công thức cho người thợ rèn, nhưng con không cần phải kể câu chuyện này, nếu không, ông ấy sẽ không chỉ gửi rượu whisky cho bố vào lễ Giáng sinh, ông ấy còn gửi cả xì gà cho bố. Ông ấy biết rằng bố là một người không hút thuốc. Các anh chàng hài hước này, kết thúc chỉ là bắt đầu. Theo bố, người thợ rèn đang muốn chứng tỏ rằng thành công là một quá trình tái tạo liên tục. Nó giống như một con bò sung mãn, khi nó sinh ra một con non, nó ngay lập tức mang thai con khác liên tục không ngừng. Kết thúc là điểm dừng cuối cùng của một hành trình và là nơi bắt đầu của một ước mơ mới. Mỗi người thành công lớn đều xây dựng cho bản thân bằng những thành công nhỏ. Họ sử dụng phần kết để làm kỷ niệm việc thực hiện ước mơ và sử dụng phần kết để gửi những ước mơ mới lên đường. Đây là phẩm chất của tất cả những người đã tạo ra những thành tựu to lớn. Nhưng làm thế nào để con bắt đầu một giấc mơ mới? Ông Carnegie quên trong một kép và không nói. Đây chính là chìa khóa cho hy vọng lao đến bến cuối cùng của thành công và là chìa khóa để bắt đầu ước mơ mới tiếp theo. Thực ra câu trả lời rất đơn giản, đó là ngay từ đầu con phải làm mọi cách để nắm vững lợi thế. Kinh nghiệm của bố cho bố biết rằng có 3 chiến lược mang lại lợi thế cho bố. Chiến lược đầu tiên, khi bắt đầu, hãy quyết tâm và chú ý đến tình hình cạnh tranh và nguồn lực của đối thủ. Điều này có nghĩa là bố phải chú ý đến những gì bố và những người khác có, và bố cũng muốn hiểu các nguyên tắc cơ bản của việc giảm bớt cơ hội. Khi tham gia vào một lĩnh vực kinh doanh mới, con không nên thực hiện các hành động sơ bộ cho đến khi con hiểu được toàn bộ tình hình. Bước đầu tiên để đạt được thành công là con phải hiểu cần ở đâu, bao nhiêu nguồn lực để đạt được mục tiêu của mình. Ngay từ đầu, bố đã dự đoán được những cơ hội nào sẽ xuất hiện, và khi nó xuất hiện, bố sẽ lao vào nó như một con sư tử. Và bố cũng biết rằng tốt hơn là trở thành một kẻ thù tốt. Nhiều người luôn thích theo đuổi những gì tốt đẹp nhất và từ bỏ những điều tốt đẹp kém hơn. Đây không phải là một chiến lược thông minh, bởi vì tốt luôn tốt hơn xấu. Thực tế là những cơ hội lý tưởng hiếm khi được gửi đến cửa nhà, mà thường phải có rất nhiều lý tưởng không đạt yêu cầu. Mặc dù cơ hội tốt có thiếu sót, nhưng chúng chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với không có cơ hội nào cả. Chiến lược thứ hai, nghiên cứu và xem xét tình hình của đối thủ, sau đó tận dụng tốt những kiến thức này để hình thành lợi thế cho riêng mình. Biết được điểm mạnh, điểm yếu, phong cách làm việc và đặc điểm tính cách của đối thủ sẽ giúp bố luôn có lợi thế trong các cuộc thi. Tất nhiên, bố cũng cần biết mình là ai. Bố đã sử dụng chiến lược này để khiến ông Carnegie, người phát minh ra cuốn Kết thúc mới chỉ là bắt đầu, sẵn sàng thất vọng. Ông Carnegie là một đại gia thép rất đáng nể. Thách thức ông cũng giống như thách thức tử thần. Nhưng những điểm yếu của ông ta có thể giúp đối thủ của ông ta. Ông ta cứng đầu và có lẽ mí của ông ta quá lớn. Ông ấy luôn thích coi thường và đánh giá thấp người khác. Ông ta không coi trọng bố. Ông ta ngu ngốc nghĩ rằng ngành công nghiệp dầu mỏ là giai đoạn của bố. Và ông ta ngoan cố cho rằng chỉ những người ngu ngốc mới đi đến khai thác dầu mỏ, vì ông ta cho rằng giá quặng quá thấp. Vì vậy khi bố đầu tư vào ngành khai khoáng, ông ấy hầu như không bao giờ quên chế nhạo bố, nói rằng bố không biết gì vào ngành thép và là nhà đầu tư thất bại nhất ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, Carnegie là một người đàn ông chỉ có thể nhìn thấy sườn núi chứ không thể nhìn thấy đỉnh núi. Ông ta không biết rằng giá không phải là duy nhất, điều quan trọng là giá trị. Nhà máy luyện thép chỉ có thể được chuyển đến một đống sắt vụn. Khi người khác không coi con là đối thủ, chính là lúc con kiếm được nhiều vốn nhất để cạnh tranh sau này. Nên ngay từ đầu, bố đã tự tin đầu tư toàn bộ. Sự nóng nảy còn hơn cả sự thất vọng. Và người thợ rèn kiêu hãnh sớm đã phát hiện ra rằng người được cả thế giới biết đến là nhà đầu tư ông ta từng cho rằng là tồi tệ nhất, để kiểm soát ngành khai thác sắt và trở thành nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất nước Mỹ, giành được vị trí thống trị trong một lần xung đột. Để chống lại bố trước tòa, ông ta không thể ngồi yên mà chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin sự bình an của bố. Trong thi đấu, người đầu tiên phát hiện ra điểm yếu của kẻ thù rồi ra đòn mạnh vào đó thường là người chiến thắng. Chiến lược thứ ba, con phải có tư duy đúng đắn. Ngay từ đầu, con phải quyết tâm và theo đuổi chiến thắng. Có nghĩa là con phải cư xử tích cực và khoan dung dưới những ràng buộc đạo đức, bởi vì thái độ này xuất phát trực tiếp từ những mục tiêu tàn nhẫn và nhẫn tâm. Bây giờ, bọn bố đã quyết tâm theo đuổi chiến thắng. Bọn bố phải dốc toàn lực. Chỉ khi nỗ lực hết mình, người ta mới có được những thành tựu rực rỡ. Nói trắng ra, đây là một nỗ lực để có được những lợi thế sớm. Bố hy vọng việc thiết lập một vị trí độc quyền, nói một cách thẳng thắn hơn, việc cố gắng khiến người khác giảm bớt cơ hội, đồng thời chúng ta cũng phải dũng cảm và gan dạ để nuốt chửng con cá voi. Bố tin rằng những đối thủ thiên tài luôn do các chiến binh gánh chịu. Đây là một quy luật bất biến. Trong Corinto thứ nhất của Tân Ước, sứ đồ Paulo nói, ngày nay 3 điều phổ biến nhất là đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Tình yêu thương là điều lớn nhất trong 3 điều này. Là quyết tâm theo đuổi chiến thắng,
không có thái độ đối với chiến thắng, việc chú ý đến đối thủ và tìm hiểu đối thủ cũng chẳng có ích gì. Tiếp thu kiến thức, duy trì quyền kiểm soát và đánh giá tình hình cạnh tranh là những gì cho phép con gây dựng sự tự tin và giúp con đạt được mục tiêu chiến thắng cao nhất. Nếu con nhìn vào những người đã thất bại, con sẽ thấy rằng hầu hết mọi người thất bại không phải vì họ mắc sai lầm, mà bởi vì họ không cống hiến hết mình cho nó, và các doanh nghiệp cũng vậy. John, đừng quên câu nói nổi tiếng của ông Kennedy: kết thúc mới chỉ là bắt đầu. Và tất nhiên, ba chiến lược của bố yêu của con.